Vịt bầu bỏ trốn. Bực cả mình, mới sáng ra đã ồn ào. Này chị tập thể dục đi. Chị suốt ngày ăn rồi lại ngủ thế này, thảo nào béo ụt béo ịt. Chị nói thế nào ấy chứ, tôi ăn uống có là bao so với đám kia. Đấy, chị thấy chưa, ngày nào thức ăn cũng được đổ đầy ắp, nào ngô, nào khoai, rồi cỏ non. Còn đấy, chị xem, chúng ta có cả đàn đông đúc, ngày nào cũng phải tranh nhau chỗ thức ăn ít ỏi này. Cũng chẳng trách được, hai anh ấy phải lao động vất vả mà. Thế chúng ta không lao động hả? Ngày nào chúng ta chẳng đẻ trứng. Thôi thôi, chị bực bội mà làm gì, ai cũng có công việc riêng của mình mà. Kìa, cô xem đi. Đó, đã được ăn ngon rồi, ông chủ lại suốt ngày cưng nựng chứ. Thôi, chị bớt chuyện đi, ra đây chơi với chúng tôi. Đã thấy, mình chơi cho bọn kia một vố cho biết tay. Này, anh Trâu, rõ thương cho cái thân anh. Tôi có gì đáng thương đâu chị Vịt Bầu. Tôi thấy anh lao động vất vả mà bị đối xử không công bằng. Trong khi anh lao động vất vả thì bò nhà ta được ung dung ở nhà, nằm mát, sung sướng, thức ăn được dâng đến tận miệng. Tôi rất bất bình thay cho anh. Tôi mà là anh á, thì tôi bỏ cái nhà này đi ăn trong cho sướng. Ôi dào, chị nhầm rồi. Ông chủ rất công bằng. Hôm nay tôi kéo cài thì mai lại đến lượt anh bò. Ông chủ vẫn cho tôi ăn uống no nê đầy đủ. Tôi cũng chẳng so đo tính toán làm việc cho mệt chị ơi. Rõ là anh bò nè, anh biết chuyện gì không? Có chuyện gì thế Vịt Bầu? Anh bị nhốt ở đây mà không buồn hả? Tôi thấy anh Trâu rõ là sung sướng. Anh ta được ông chủ thả cho nhẫn nha rong chơi ngoài đồng cỏ kia kìa. Hơi à, chắc không phải đâu. Hôm nay anh ấy đi cày, chắc là anh ấy được ông chủ cho nghỉ giải lao một tí thôi. Không, tôi bơi ở ao gần đấy. Tôi thấy anh ta nhẫn nha thư thái làm sao. Tôi là người có tính hay thương người. Thấy anh phải chịu bất công nên tôi báo cho anh vậy. Theo tôi á, anh phải tuyệt thực mà đình công để ông chủ biết sự quan trọng của anh. Sao phải làm thế hả chị Vịt Bầu? Anh ấy được thư thái nhàn nhã một chút á, thì tôi mừng cho anh ấy chứ sao. Anh ấy cũng rất thương tôi. Lúc tôi đau ốm luôn thay tôi làm việc. Tôi chẳng việc gì mà tị nạnh cả. Anh đúng là cứng đầu, tôi chẳng thèm nói nữa. Đúng là cuộc sống này không công bằng một chút nào cả. Đã vậy, mình trốn đi đến nơi nào chỉ có một mình cho sung sướng. Con Vịt Bầu nhà mình. Từ giờ phải nhốt mày lại cho chừa cái thói chạy lung tung. Trời ơi, là mình hại mình rồi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Chuyện của ốc xanh. Hình như trời đã sáng rồi. Ơ, ôi, cái gì vậy? Cứu tôi với. Chỗ này nhiều ốc quá. Thật đáng sợ, phải làm sao bây giờ? Liệu chỗ này là an toàn chưa? May quá,
Cái cây này thật là tuyệt vời. Mình thật là may mắn. Cứ ở lại chỗ này, thế nào cũng được an toàn. Ở đây không an toàn chút nào cả. Cứ thế này, chẳng mấy chốc lũ chúng ta sẽ bị bắt hết thôi. Tớ không muốn bị bắt đâu. Cuộc đời vẫn đang còn tươi đẹp cơ mà. Chúng ta phải tìm cách gì bây giờ? Các cậu xem tớ này, chính nhờ bám vào chỗ này mà tớ đã thoát chết hôm nay đấy. Các cậu hãy tìm những cái cây an toàn như thế này mà bám vào. Lũ xíu có thông minh, tinh mắt đến mấy cũng chưa chắc phát hiện ra nơi này đâu. Thật vậy ư? Đúng là như thế mà. Ôi da, ôi da. Ai, ai giẫm vào tôi đấy? À, ôi, ôi, tôi bị rớt ra rồi. Cậu không sao chứ? Sao cậu lại để tớ rơi ra chứ? Chính tớ đã tìm ra chỗ an toàn đó. Và chính tớ đã nói cho các cậu biết cơ mà. Tớ không muốn để cậu rơi ra đâu. Nhưng chúng tớ muốn được an toàn. Và việc cậu rơi ra cũng là tại cậu không bám chắc vào thân cây đấy chứ. Cậu cũng cố trèo lên đây đi. Cậu ốc xanh sao lại chen vào đây? Ở đây hết chỗ rồi. Thôi đi ra chỗ khác đi, chật chội quá. Nhưng mà... giờ thì mình gặp xui xẻo thật rồi. Giờ chẳng còn chỗ nào an toàn để mình trốn ở đó nữa. Ôi, chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi, là lão Xéo. Lão Xéo. Không, không. Lão Xéo sắp bò tới mình rồi. Làm sao đây? Sao hôm nay ít ốc quá vậy? Lũ ốc trốn đi đâu hết cả rồi? Không, không. Rõ chán. Hay là lũ ốc đi đâu hết rồi? Lão Xéo bỏ qua mình sao? Mình sẽ kiểm tra lại chỗ này. Hôm qua đã bắt được khá nhiều ở đây mà. An tâm đi, ở đây an toàn lắm. Tụi mình sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. À, đây rồi. Trời ơi, bám chặt lấy. Hóa ra chúng mày tụ tập hết ở đây. May quá, ta đỡ phải đi tìm. Không xong rồi, cứu chúng tôi với. Mình thật quá chủ quan và ngốc nghếch. Cứ nghĩ rằng nắp thế này là an toàn. Đúng là không nên quá dựa dẫm vào cái gì cả. Ưa chuộng tài ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Ai mới là bạn tốt? Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường. Mình phải thật xinh xắn đáng yêu mới được. Thỏ con ơi, hôm nay con bắt đầu đến lớp. Mẹ mua cho con chiếc cặp mới nè. Con xem có đẹp không nào? Ôi đẹp quá. Con cảm ơn mẹ. La la la, la la la. Chào bạn Thỏ. Bạn đang tìm chỗ ngồi phải không? Chỗ cạnh tớ còn trống. Bạn ngồi cùng tớ nha. Sao trông bạn sốc lem luốc xấu xí thế? Lông của bạn lại còn ương ướt nữa chứ. Trắng mực mà như bộ lông của tớ. Tớ không thích ngồi cùng với bạn đâu. Tại tớ đi kiếm thức ăn cùng mẹ. Lúc thì chui xuống hang, lúc thì bụi rậm, nên mới vậy. Tớ cũng giúp mẹ tớ nhặt cà rốt, rồi ăn cà rốt nữa. Mà sao tớ vẫn xinh đẹp? Thôi, bạn ra chỗ khác đi. Tớ chỉ thích chơi với những bạn có bộ lông đẹp và dễ thương giống tớ thôi. Bạn chó bông và mèo vàng đều xinh đẹp giống mình. Mình phải kết bạn với họ mới được. Chào hai bạn. Hai bạn cho tớ ngồi cùng với nha. Bạn ngồi xuống đây đi. Các bạn đâu rồi? Tớ ở đây cơ mà. Lại đây, lại đây. Các bạn ơi, cho mình chơi cùng được không? Trông bạn xấu xí lại hôi hám nữa. Tớ không thích chơi với bạn đâu. Thank you.
Hôm nay chơi rất vui. Ừ, ba chơi tiếp thôi nhé. Nhất trí. Cuộc đời này thật tuyệt vời khi bên cạnh có những người bạn xinh xắn và dễ thương. Bướm kìa, bắt lấy, bắt lấy. Chớp bông, mèo vàng ơi, giúp mình với. Mèo, bạn vào giúp thỏ đi. Ờ, tớ muốn giúp bạn lắm, nhưng vũng này vừa bẩn vừa hôi hám thế kia, tớ không dám xuống đâu. Ơ, các bạn. Thôi, bạn cố gắng nha, chúng tớ đi đây. Trời ơi, thỏ trắng, sao bạn lại rơi xuống đó được? Tớ bị ngã vào vũng lầy này, mà chẳng có ai chịu giúp tớ cả. Để tớ kéo bạn lên nha. Sốc đất, bạn không sao chứ? Bạn chút thôi, tớ không có sao. Bạn thật tốt bụng, người ngập bùn thế này mà bảo là không sao ư? Sốc đất, cảm ơn và xin lỗi bạn vì mình đã đối xử với bạn không tốt lúc trước. Bạn có ghét mình không? Không mà, tớ không để ý đâu thỏ trắng ơi. Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé. Bạn sẽ là người bạn thân nhất của tớ. Ừ. Vũ điệu của rừng. Cô rắn chúa ra rồi kìa. Trật tự xem cô ấy biểu diễn điệu múa đuôi nổi tiếng của mình. Hay quá, đẹp quá. Ôi, cô rắn múa đẹp quá. Cái đuôi của cô ấy mà uyển chuyển, thanh thoát làm sao. Đuôi thế mới là đuôi chứ. Ôi, cô ấy múa đẹp thật. Thân hình uyển chuyển, đặc biệt là cái đuôi trơn nhẵn. Sao mà tuyệt vời thế. À, mà sao chúng mình không cạo lông đuôi đi, để có thể múa đẹp như cô rắn nhỉ? Ờ, phải đấy, phải có cái đuôi như của cô ấy mới được. Sóc ơi, nhìn mình này. Cậu làm gì với cái đuôi của cậu vậy? Sao lại cạo sạch lông trần trụi như vậy chứ? Cậu thật lỗi mốt. Cả khu rừng này đang có trào lưu cạo hết lông đuôi để có thể múa đuôi đẹp như cô rắn chúa. Cậu trông đuôi mình có thời thượng không? Từ giờ mình có thể múa với cái đuôi thời thượng này, nhất định mình sẽ múa hay như cô rắn. Cậu làm sao thời thượng được bằng mình? Các cậu nhìn xem, đuôi mình mới là đuôi thời thượng chứ. Cái đuôi của cậu làm sao dài và thon đẹp như của mình chứ? Của mình đẹp hơn. Của hai cậu đều không thời thượng bằng của mình. Mèo, cái đuôi của cậu... Đuôi của mình là đẹp và thời thượng nhất. Mấy cậu làm sao có được như của mình chứ? Của mình mới là thời thượng, mình múa đẹp nhất. Không, của mình, của mình. Của mình mới đẹp. Cái đuôi của mình đúng là lỗi mốt rồi. Cả thiên hạ đang thi nhau cạo lông đuôi, mình cũng phải làm ngay cho bằng bạn bằng bè mới được. Chắc là đau lắm, nhưng không sao, mình sẽ làm được. Mình sẽ có ngay một cái đuôi thật thời thượng. Sóc, em đang định làm gì vậy? Chị voi đấy à, em đang định cạo lông đuôi của mình đi, để có thể múa đẹp được như cô rắn. Các bạn lợn, khỉ, mèo đều cạo hết rồi chị ạ. À, nhìn đuôi của họ thật hợp thời và mốt quá. Em không được làm vậy. Em có biết đuôi của em có tác dụng giữ thăng bằng. Em mà cạo hết lông thì rất nguy hiểm. Chị khuyên em không nên chạy theo mốt. Chị lo lắng quá rồi. Chị xem, mọi người đều làm thế cả mà có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng có thể làm được. Chị cứ để em. Em không nghe lời khuyên của chị. Sau này đừng có hối hận đấy. Ôi, chiếc đuôi mới của mình đẹp quá. Nhìn nó mới mô đen làm sao. Lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Mình phải đi khoe khỉ, lợn và mèo mới được. Trong chiếc đuôi của mình, ăn đứt đuôi của bọn họ ấy chứ.
cậu nhìn xem này. Hoan hô, sóc cũng cạo đuôi rồi. Chuyện, các cậu nhìn đuôi mình đẹp không? Nhân đây, mình sẽ trổ tài múa một bài cho các cậu thưởng thức. Mình sẽ trèo lên cái cây kia, vừa bay vừa múa. Các cậu chú ý xem nhé. Mình bắt đầu múa này, các cậu nhìn nha. Các cậu thấy đẹp chưa? Ôi, ôi, có chuyện gì thế này? Cứu, cứu mình với. Ôi da, sóc có sao không? Sao lại vậy chứ? Mình chuyền cây từ lúc sinh ra tới giờ đã ngã bao giờ đâu? Sao hôm nay lại không giữ nổi thăng bằng trên cành cây vậy? Em sóc có sao không? Chị đã nói rồi, đuôi em có tác dụng giữ thăng bằng, em không được cạo hết lông đi. Thế mà em có chịu nghe đâu, vậy mới ra nông nổi này. Em nhưng như vậy mới đẹp, mới thời thượng chứ chị voi. Như cô rắn chúa ấy. Thời thượng cái gì chứ? Chị rắn chúa được tạo hóa sinh ra đã thanh mảnh, nhẵn nhụi như vậy, chứ chị ấy đâu phải làm điều dại dột như các em. Điều các em nên học theo chị ấy là biến những đặc điểm của mình thành sức mạnh, chứ không phải bằng mọi cách biến mình thành người khác như vậy. Hậu quả sẽ rất khôn lường. Và các em cũng nên nhớ, đuôi nào cũng có tác dụng của riêng nó. Đuôi của sóc thì giữ thăng bằng, khỉ thì giúp bám vào cây chắc hơn, của mèo thì đuổi ruồi, muỗi, dạy con tập vồ mồi. Giờ các em cạo trụi như vậy thì nó còn tác dụng gì nữa chứ? Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo lời chị. Từ giờ sẽ không đua đòi, không cạo lông đuôi đi nữa. May mà lông đuôi còn có thể mọc lại được. Nếu không, cuộc sống này của em rồi sẽ ra sao? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Dạ, vâng ạ. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.